phô tan hả? Cho một lời anh đó, thấy em tốt lắm. Vừa sau là đi lấy em vô viên phô tại. Ví dụ đây là chỉ có thử nghiệm cho hai ông nhỏ thôi. Hai ông nhỏ, mình đang hai ông nhỏ thử. Cho mấy ở đây nó lớn quá, mình cũng không muốn xuống chi phí nữa. Đây là em hai ông nhỏ. Coi thử nó tốt nào mà thiệt. Em thấy nó tốt, so với là người ta thể ăn luộc thì tôm mình đó là phát triển rất là tốt. Nói chung là ăn thằng này mục đích là để nó nhà nó khỏi con tôm nó khỏi bị thiệt thà. Nhưng mà quan trọng nhất là con tôm mà sao nó bóng con tôm là nó khỏi bị thiệt thà được rồi. Chứ cái thằng này được cái chuyện đó, nó không bị đốm giả. Kẻ đốm đen đốm trắng luôn. Cái đốm mà có khi con tôm là giữ đuôi cái khúc đuôi cái đốt gần cái đuôi á. Trên cái sóng nó có một cái đốm trắng chút xíu nó cũng chơi luôn. Cái canfota mình ăn từ nhỏ, mấy cái tôm mà nó hơi lòi sòi tí hoặc là tôm mà nó hơi yếu hoặc là cái khả năng hấp thu nó kém á. Mình vẫn cứ chan canfota luôn. Anh bình thường. Anh canfota anh cũng chan bình thường nhưng mà lý do là nó tôm nhỏ thì anh ưu tiên cho cái anh thay tăng sức đề kháng. Đó chứ. Rồi còn thì ý em nói là có những cái trường hợp thì cái tôm nó không cái màu tôm nó không được mượt này. Màu tôm không được mướt này. Rồi ví dụ như là nó hơi lòi xòi gì đó thì mình vẫn chăm canfota vô. Anh bình thường đúng không? Tốt thường. Được hết. Tại vì họ một số người họ sẽ sợ là cái giai đoạn đó mà cứ kích vô tăng trọng là nó sẽ bể gan. Mà cái đó là cái ai cũng sợ là đúng. Nhưng mà với cái canfota thì em nghĩ nó không sao. Với lại cái đó mình công ty mình cũng làm quá trời rồi không sợ. Thì anh cũng vậy đó. Anh cũng không sợ. Anh là anh tới thu thôi. Anh thích cái canfota ở cái điểm gì? Nếu nó là canfota. Nếu như mà tôm mà chậm lớn á. Dạ. Anh thằng kia nó phát tê cho nó rất là mau. Mau phết, thấy con tôm nó rất là bao lâu anh có thể thấy là cũng 3 ngày hoặc 4 ngày nữa lại thì thấy con tôm nó phát triển lên. Nó phát ở đây á thì em nghĩ là nó ví dụ như theo anh nó phát đây là vỏ đẹp, bóng hay là vỏ lột nhiều hay là ăn mạnh lên hay là sao? Thứ nhất là vỏ đẹp, thứ hai con tôm nó rất là căng, rất là sung. Dạ. Thứ ba thì nó lột nhiều. Dạ. Nó rất là khỏe. Trước chưa ăn thì thấy nó cũng hơi chậm ngoài. Trước khi ăn giờ ăn nó thấy nó bung hơn. Tuyệt vời nhất là cái canh của ta nha. Canh của ta ăn thấy tôm lột rõ, ăn chừng 3 ngày rồi thấy. Lột thành cái tôm nào mà eo ọt á, bắt đầu tăng tốc cho bồi dưỡng cho nó. Là mình trộn cái liệu bao nhiêu? Không, 20 ngày chứ. 20 ngày là trộn. Trộn trong vòng 4-5 bữa, nghỉ. Còn trong 10 ngày sau, bắt đầu chạm lại. Mày tôi ô lên tí nó nói cho. Ô đó mẹ chắc mấy bữa rồi nữa đó, ta nói mớ mấy bữa rồi đó, đỡ ta tăng tốc mày. Bắt đầu lấy thuốc rồi cho ăn cho nó phát đâu nó lột eo. Đây, cảm ơn chú Tưởng nhá. Từ hôm nghe chú này cho ăn cam vô cha ngày nào cũng lột chậu này. Ngớ mặt, tôm khỏe. Đây, lột mà có gì dơ đâu. Đấy, cảm ơn chú Tưởng công ty Thần Vương nhá. Mọi người nhìn vào cho ăn loại này nhá. Rất tốt.